khởi động cuộc thi Hoa hậu quốc gia Việt Nam, bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung cho biết năm nay công ty sẽ tổ chức thêm cuộc thi Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2023, khởi động từ tháng 1. Bà Dung cho biết Hoa hậu quốc gia Việt Nam là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, lần đầu diễn ra tại Việt Nam, do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tổ chức. Cuộc thi có nhiều điểm đặc biệt, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Chúng tôi hy vọng mỗi tỉnh, thành phố sẽ có một đại diện tham gia, tạo ra sự giao lưu văn hóa giữa các địa phương, truyền cảm hứng cho giới trẻ hướng về nguồn. Bà nói, Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2023 sơ tuyển từ tháng 1 đến tháng 8, bán kết dự kiến diễn ra vào tháng 9 với các phần thi, người đẹp truyền thông, người đẹp du lịch, người đẹp tài năng. Chung kết dự kiến tổ chức cuối năm nay với điểm nhấn là phần thi trang phục văn hóa của 54 dân tộc anh em. Các hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh là đại sứ của cuộc thi. Trong đó, Bảo Ngọc là thành viên giám khảo. Ngoài Hoa hậu quốc gia Việt Nam, công ty Sen Vàng năm nay tổ chức thêm 3 cuộc thi khác: Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Miss Grand International 2023. Trong đó, Miss Grand International dự kiến tổ chức vào tháng 10 với các hoạt động chính: chụp ảnh profile, họp báo trao sắc, tham quan các địa điểm văn hóa, du lịch, show best in swimsuit, show Việt Nam Beauty Fashion Fest, show national costume, phần thi phỏng vấn kín, bán kết và chung kết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.